apa lo? Làm cái này thì buổi sáng làm phát 3-4 cái ghi làm vào. Chỉ được nửa ngày thôi mà, những ngày thôi. Đâu mà. Xin chào tất cả anh em nhá. Dạ. Chúc mừng nhá. Alo. Chúc mừng đoàn Vũng Tàu nhá. Có Tùng, có anh ấy cũng vào rồi, anh Nguyên Hà Tĩnh cũng vào rồi, hai ông vào 16 rồi. Còn chưa biết nhẹ như đâu rồi, cô cảm thấy trướng nữa thì ngon. Cả nhà chia sẻ video nào. Xin chào tất cả anh em. Mật khẩu bao nhiêu anh Nguyên? Mật khẩu bao nhiêu? Mật khẩu bao nhiêu? Em mượn vào Facebook tí. Thì đưa đây, chặt ngón tay bắt để đây. Đi ra kia ngồi. Đọc đi là được. Ui giời ơi, cái điện thoại của anh ai cầm mà nhiều người nghe. Ui giời ơi. Ừ. Điện thoại của anh cho chắc gì ai đã lấy mà. Sướng nhờ, đẳng cấp nhờ. Năm nay Vũng Tàu hai ông đấy, vào 16 ấy. Nhưng cái kia có được vào? Cái kia có vào? Slot có vào? Hả? Trung Quốc đã đánh đâu mà nay sim dở người à?
được ít đó. Mua. Đùa. Như này, nhìn em dạy này, nhìn thao tác nhá. Bao tiền? À. Bao nhiêu đâu? Điện này đang còn đấy, mua thêm gì? Chưa. Mất có 50.000 thôi. Mà anh biết, anh biết một ngày em mất bao tiền không? Một ngày em mất khoảng 500.000 tiền 3G, em chưa kêu. Mẹ anh có mỗi 30 bạc đã kêu. Bãi cả xoài. Đéo biết ủng hộ thằng em cái gì cả. Ủng hộ thì đưa đây 2 lít. Như nên. Đây là ủng hộ mỗi cái tí này ở đây. Mẹ ngày người ta mất 500-700.000 tiền 3G. Chưa ông nào ủng hộ cái thẻ nào. Mẹ chán đời. Vina Viettel ôm hết. Đây, nạp vào đây. Sao làm gì? Ui giời ơi, mà ảnh cái điện. Anh nhìn của em phang máy đây này, máy tính sắp. Mẹ đéo có lời động viên thì ít còn vứt đi được. Mẹ phục vụ anh em, mẹ hóng cả máy mẹ. Nhìn mẹ ông anh chán đời lắm. Đéo ủng hộ, không ủng hộ một cái gì. Chưa. Chà, động viên là phải bơm doping luôn, nhưng động viên không thì không có cái gì, nhưng đâu chả có doping gì, ủng hộ gì. Được chưa, cẩn thận chưa, gác cái này cho đỡ nóng, quạt quay luôn đây. Đây, được chưa. Ôi chào tất cả anh em nhé, từ nãy giờ bốc phét với cái ông này đau đầu quá. À, tất cả anh em. Trời đã tối rồi, hôm nay tôi vẫn ngồi từ 8 giờ sáng đến bây giờ. Ôi mắt nhìn dán vào điện thoại ngày nào ông Mương. Mười mấy tiếng đồng hồ mẹ mắt dán vào điện thoại. Mắt thì bây giờ nhìn xa là không nhìn thấy mặt người nữa. Hỏng hết người, lát hết người. Đức Anh Mạnh Xuân đang dẫn 3-0 nhá. Các ông đéo hiểu cái gì, không ủng hộ cái gì cả. Chán thật đấy. Ông đang bảo mấy cái ông này ai chìm thì ai cũng thích vào. Tỷ số ván đầu tiên đang là 0-0 nhá. Ngô Thanh Tuấn. Nhà các ông chia sẻ video đây cho đông người xem đi. Đéo ơi, được mấy người xem này. Tắt luôn. Chia sẻ video đây. Facebook. Hai kênh Facebook. Trình bày đấy.
Cái gì? Ngày mai anh đánh với ai? Gặp Việt Đen nhá. Trả gì? À ok ok ok. Tôi gặp đây. Trời trời. Tùng tí nữa với xem lịch nhá, đang bận. Đó là gặp Việt Đen thì trả thù cho anh Hoàng. Vương Đình Thắng chưa chia sẻ à? Ok. À, Nguyên ra mua em chai nước suối với cả à mua luôn mấy cái khăn lạnh đây. Thích khăn lạnh rồi. Anh bay chưa? Anh bay bao giờ anh bay? Đang ở sân bay gì? Anh về sân bay xong anh về thẳng nhà. Dạ. Anh về thẳng xem là làm thế nào thì gửi chiếc máy vào trong Hà Nội nhỉ? Trong Hà Nội, cứ vào trong Hà Nội là có người nhận mà. Ngài là cần luôn. À đêm, à, anh về đêm nhỉ? Ừ thì sáng mai anh gửi nhá, sáng mai anh gửi luôn sang Hà Nội cho em nhé. Cứ loanh quanh ở trong nội thành là ok. Nếu mà ra khu Đống Đa hay mà, hoặc Đống Đa hay Cầu Giấy à? Cầu Giấy thì anh đi đường nào mà sang Cầu Giấy? Anh đi đường kia anh về. Vâng, ra quận Hai Bà Trưng cho em càng tốt. Đó, ok. Mày anh dùng để làm gì? Để xem rồi. Đọc comment. À. Để giao lưu với khán giả.
Xin chào tất cả anh em nhá. Chúng ta đang xem trận đấu giữa anh Bình Ngốc gặp anh Võ Văn Tiến ở trên Facebook Hợp Cơ Vinat, còn trên Facebook cá nhân Đinh Quang Hợp là đi vào trận đấu giữa Phong Lam gặp Tất Duy Quyên. Tôi đi vào cùng lúc hai kênh, trên không thể bình luận cùng lúc mà bình luận cùng lúc thì nó hơi lẫn lộn, anh em phải phân biệt, phải chú ý. Ôi trời, cũng cố gắng, như máy thì lát hết hỏng hết rồi, nhưng mà cố gắng phát để cho anh em xem. Hôm qua thì, hôm trước thì còn quay một lúc được 3 bàn, nhưng mà toi mất một máy rồi, bây giờ quay cùng lúc chỉ được 2 bàn thôi. Anh Võ Văn Tiến này, người tại tỉnh Sài Gòn, anh nặng 97 kg, thân hình hơi tròn một tí. Còn anh Bình Ngốc thì nặng có 37 kg thôi, người anh như cái que. Cân nặng thì có vẻ là rất là không hợp với nhau. Mẹ Hải Hoàn toàn tiền ăn, tiền vé máy bay, tiền nhà trọ, tiền khách sạn, tiền taxi. Mẹ nó hàng chục hôm trong này vỡ mồm alo, mất mấy chục triệu rồi. Chắc hiểu có cái gì về mua máy mới. Mẹ mắt thì còn tuyết như em đây, ngày nào cũng dán mắt từ sáng đến tối màn hình máy tính với điện thoại. Mẹ mai chung kết, khi mai bà tứ kết, bán kết chung kết khi bỏ mẹ về. Alo. Đây là anh Ốc Chuối Đậu. Anh Quân Trôi vừa thắng rồi nhá. Cái gì đấy ông Ốc này, ông đặt BMT kiểu đéo gì thế này, thần kinh à? À, đường riêng. Mẹ tưởng đặt BMT khó thế.
Rồi, tỷ số được nâng lên 2-1 cho anh Ốc Chứa Đậu Nghệ An. Anh này là hôm qua thì anh ấy là anh Doãn Chi Bình, hôm qua thì anh ấy cũng đập thằng sư thúc của anh ấy một trận tơi bời khoái lửa. Hôm qua thì anh gặp ngay Chu Bá Thông ở trận ngày hôm qua. Chỉ là mình giống theo bình loại rồi. Ok, Phi Doãn em chia sẻ video đây. Hải Hoàn chia sẻ video đây. Đức Minh, Sơn Minh các kiểu chia sẻ đây. Nakaka này không bao giờ chia sẻ, cứ đòi vào chơi độ. Lấy đâu ra chia sẻ các tất cả các hội nhóm visa các kiểu đây. Lôi má rồi đúng không? Hải Hoàn, người nào mà chia sẻ nó phải hiện lên chữ người chia sẻ. Ông đã chia sẻ đâu, ông chia sẻ chưa đủ 10 nhóm. Ok, Tuấn Anh Hồ chia sẻ mạnh lên, mỗi ông chia sẻ cho tôi 10 nhóm đi. Đông người xem cho nó máu đây, cho nó vui đây. Rồi, anh Bình Ốc Chuối Đậu. Sao Bình Ốc Chuối Đậu này không biết là ai mua cho quần áo mà nhìn đẹp trai thế. Trước đi mò cua bắt ốc nhìn như ông nông dân. Mặc quả áo, quần body, áo body nhìn phong cách phết, cái đùa đâu. Rồi, còn 6 bi thôi. Đấy, Sơn Minh bây giờ mới thành người chia sẻ. Đấy, Nakaka người chia sẻ. Người đâu nào chia sẻ nó hiện người chia sẻ. Tuấn Anh Hồ với Trần Đình Diệu này chưa. Trần Đình Diệu chưa đủ. Hải Hoàn cứ kích lên tất cả các hội nhóm đấy. Tâm sự vùng kín, tâm sự Eva, các thể loại chia sẻ hết vào. Đấy, Sơn Minh thành người chia sẻ luôn đấy. Quá đẹp trai, vâng, một đôi giày rất phong cách xì tin, nhìn quả áo cũng rất đẹp, rất vừa. Còn 3 bóng thôi. Rồi, 3 bóng nữa thôi. Rồi, còn một bi số 10 nữa. Chỉ lỗ cẩn thận vào. Trần Đình Diệu ở mấy cái thằng bít nhỉ. Nó có biết bia là cái gì đâu. Tỷ số được nâng lên 3-1 cho anh Bình Ốc Chuối Đậu. Rất là nhẹ nhàng, thanh thoát, anh Ốc Chuối Đậu đã nâng tỷ số lên là 3-1 rồi. Đây này, các ông nhìn đây này. Đấy, nhìn thấy chưa? Chưa, đổ nước cho nó ướt đẫm cái khăn này, xong bắt đầu lại đi ngâm máy đây này. Lại đi ngâm máy, không cháy cả máy. Lê Khắc Quý, giải vô địch quốc gia nhất 300 triệu.
Đây là cầu thủ Võ Văn Tiến đến từ tỉnh Sài Gòn. Pha phá bóng rất chính xác. Điều được một luôn. Hay thật. Điệp Hoàng ông chia sẻ video đây. Chưa thành người chia sẻ chưa được rồi. Chia sẻ đủ 10 nhóm đấy. Nam 2 chia sẻ video đấy. Tôi lần này về xong chắc chết. Lần này về xong chắc phải lầm mẹ mày. Tuần. Chia sẻ tác tên kêu gọi tất cả anh em ốc Suối Đậu Nghệ An rồi cổ vũ đi. À anh em Sài Gành đâu hết rồi. Chia sẻ để cổ vũ anh Võ Văn Tiến đấy. Anh em của tỉnh Sài Gòn, anh em nào ở tỉnh Sài Gòn thì comment cho tôi chữ SG đi. Sài Gòn lên đây xem nào. Xem nào tỉnh Sài Gòn có đông người xem video không nào. Từ nãy giờ toàn thấy dân 37 ốc Suối Đậu thôi. Có ông nào ở tỉnh Sài Gòn xem bia không? Rồi ông nào 37 thì comment 37. Còn ông nào mà Sài Gòn thì comment SG. Sài Gòn thì comment chữ SG, còn 37 thì comment chữ 37 thì tôi xem bên nào nhiều hơn nào. Mai Dũng mẹ máy hỏng sắp lổ nơi rồi, chỉ có thế thôi. Ông thích lét thì ông đến nhà thi đấu mà ông xem. Mẹ người ngồi đây sắp chết đến nơi này. Rồi, còn 3 bóng nữa là anh Võ Văn Tiến sẽ rút ngắn tỷ số. Tôi toàn thấy 37 xem không, chả thấy SG gì cả. Tốt như vậy anh Võ Văn Tiến này. Anh em xem chất lượng âm thanh hình ảnh có tạm được không ạ? Ông Mai Dũng này cứ chê mờ. Tôi thì tôi chịu rồi, mẹ. Cam camera dây dợ lòng hoàng một hôm tôi vác đi. Đấy đâu ra mà còn Lê Khắc Quý 23 rồi. Võ Văn Tiến này cũng là một tay cơ rất là cứng cựa, không phải đơn giản đâu. Nguyễn Trường Thiết muốn bình luận có khí thế thì cứ lạp độ mala vào, doping vào là khí thế ngay. Vâng, một pha chạy đạn phải nói rằng là cực kỳ tinh tế của anh Võ Văn Tiến.
Ai? Thằng con Hà Nội. Sơn Trung Sơn tôi đề rõ trên màn hình ấy đi, tranh 116, cả tiêu đề của video tôi cũng đề rõ ràng rồi. Mẹ, trận đấu hay như này mà được có 40 người xem, tôi lại tắt đi bây giờ. Mẹ, không mất cái gì, bảo kích cái nút chia sẻ thôi cũng không làm được. Thế Hùng, bạn cứ inbox cho tôi nhá, hơn một đồng một tí thôi. Trên bàn của Mạnh Xuân thì Mạnh Xuân bị anh Ngọ Nguậy gỡ san bằng tỷ số 3 đều. Được 46 người đang xem rồi. Rồi, anh ốc chứa đậu bắt đuôi thôi. Lanh quanh 45 với 46 người xem. Hay quá nhở, phá A bằng kìa. A bằng ta đùi lại luôn. Em dạ màn. Rồi, anh ốc chứa đậu không nhảy quắc xê mà anh quyết định thực hiện cua A-băng. Oh. Rồi, toài chó, phơi hàng rồi. À, được 49 người xem rồi đấy, gần được 50 người xem. Mai Dũng, luật chơi đây là luật chơi pool 10 bi nhá. Để biết thêm chi tiết, vui lòng bạn liên hệ với chị Google. Luật thì nó dài hàng bao nhiêu trang giấy, giờ còn ngồi trình bày với ông nữa thì tôi thở không ra hơi. Chào Đông Trần, chào tất cả anh em. Chào 59 anh em đang xem nhé. Sơn Bùi hay quá nhỉ.
sau này đánh bia này bỏ chơi đánh như LOL. LOL thì tôi thấy nó là cái game gì ở trên điện thoại anh em hay chơi cơ mà nhỉ, tải nhỉ. Sao bia lại giống LOL là thế nào nhỉ? Có à, tôi đã bảo rồi, ngoan cái gì cũng có. Đây. Ừ. Cái dây này là mua 350 đấy. Không phải là cứ mượn không đâu. Anh chắc đến đêm. Cái gì? Sao mày đi đâu? Thì mang hết đồ về khách sạn xong rồi đi. Hả? Mượn gậy gì? Đằng nào cũng xách hết về đi. Còn một cái gậy phá thôi gì? Em cầm hết cả gậy này về đi. Gậy phá thì ta nhét vào đây cùng một cái này. Xách cả cái này về đi. Cho vào trong khách sạn. Đâu ở khách sạn? Ở đấy. Nhét vào trong khách sạn. Phá cái này. Là ca đủ 1K là anh tặng cho mỗi người 1K luôn, cho cẩn thận luôn, đọc số tài khoản anh bắn luôn. À mà bỏ mẹ, không ngân hàng nó không cho bắn 1K hay sao nhỉ? Ân Thiên chưa chia sẻ nhá, thằng Đức Anh lại chưa chia sẻ video nhá. Cứ hỏi chi video rồi đâu chia sẻ, cứ hỏi hay thế nhở. Ông Văn Võ Văn Tiến này cũng là một cái cơ thủ là có tiếng của Sài Gòn, của anh rất hay luôn đấy, rất nguy hiểm luôn nhưng không phải là vớ vẩn đâu. Còn một con 10 nữa thôi. Như vậy là anh Võ Văn Tiến của Sài Gành đã san bằng tỷ số 3 đều. Rất căng thẳng. Chân đỉnh, thần thờ anh ba. Toi rồi anh ơi, vừa ấy bị xếu bắt ba ba lấu chuối đậu rồi. Xếu vừa ấy thịt ba ba rồi. Trần Đình đùa em ạ, anh ấy, hôm nay anh đánh là kiểu gì ấy. Bao nhiêu con trượt ngáo ngơ. Lên móng xây dựng không nhìn thấy chữ Bình Phước ở trên màn hình đây nữa. Hay gì anh?
giải về VR mà có ba ba rồi có giàng A Báo, có xếu đồ đỏ nữa thì cười vỡ bụng. Quay toi rồi. Chân đỉnh. 81. Xin chào 61 anh em đang xem nhá. À, Ngô Thành Quý này bắt đầu chia sẻ video này cho thành người chia sẻ thì hãng bán sim ở đây nhá. Chia sẻ đủ 10 nhóm thì hãng vào đây cho bán sim nhá. Chưa thành người chia sẻ cứ vào đây rồi bán sim. Không biết tôi đây cũng là... anh em nó toàn hàng ông tổ của nghề sim à. Thùy Lan hôm nay tôi chỉ buồn cười Thùy Lan. Thùy Lan hỏi thăm anh Trần Đình chưa? Sáng nay cứ bảo chấp anh ba Bắc Giang như nào? Thùy Lan. Tôi cũng không biết nói gì nhỉ. Nghĩ vẫn đang buồn cười. Đảng Bắc Linh bị loại từ vòng gửi xe rồi. Giờ hãng còn hỏi cái Đảng Bắc Linh. Quá chính xác, ô tô chết rồi. Quá Aquafina rồi, được. Tí nữa thì bốc cứt. Lại tại, mẹ tôi đã nói rồi, sai bóng tròn không biết cái gì được đâu, tôi đã bảo ông ấy, ông đéo biết cái gì, VR cứ hay ho. VR nó sai bóng tròn, sức khỏe không tốt, phong độ không đúng điểm rơi, một con bi sai thôi là đi bốc cứt ngay. Ông không biết cái gì, ông cứ phán bừa. Tại ai? Ok, đéo gì đã xảy ra ấy nhỉ? Bị ngốc rồi, ông bị dở người à? Tôi chết rồi. Tôi còn 9 lại trượt. Tôi ạ ông này. Áp lực lắm anh em ạ, mẹ nhiều ông đái cả ra quần ấy, vậy đơn giản đâu. Giải vô địch quốc gia có phải chuyện đùa đâu mà.
Ở đây không bán độ đâu. Quốc đã đánh đâu mà cứ hỏi. Quá kinh. Cơm mặt thật. Cần điều luôn. Ôi, ốc ơi, quả này lại về quê mò cua bắt ốc thôi. Bốc cứt. Tỷ số được nâng lên 4-3 cho Võ Văn Tiến. Chồng bé thương, đúng mặt nhờ, mẹ tên này còn phải phải, tên này còn mẹ giống Sky, quê ở đâu ấy. Nghỉ tài nào 5 phút. Chờ tí. Giải lao 3 phút. Đây. 3G khỏe rồi, từ đó tối cứ xem thoải mái. À, đang giờ quay sổ số, giờ lô, các ông nào đánh lô đề đều vội hết. Tôi nghĩ ra rồi.
Cà phê các bạn. Đầu. Em chín bị cho sổ, mấy bị cho sổ. Cặp ai anh ạ? Cặp ai? Thì bình phước. À, tên là gì? Tên là gì? Trường Quốc. Bà Rịa Vũng Tàu. Cơ hội đấy. Thank you.
trắng thì khảo điều khảo sẽ không nhiều. Ngõ 317, đi vào trong ngõ 317, hỏa số nhà 37. Tây Sơn thì cứ thế mà tìm thôi, số nhà nó rõ ràng rành mạch như thế này, tìm thấy. Nó cùng bên với trường Thủy Lợi, nó ngay ngã tư sở ấy. Ngõ 317, biết sàn đây muốn đi, nó là 319 không?
trong. Hay quá nhỉ. Ồ, chuẩn men. Mua mượn 50 triệu rồi. Ngày là ngày anh ăn em 100 nhé. Cơm chưa?
nhiều ấy. Con không? Tiêu mà. Con ơi. Chán làm sao kìa? Chán làm sao kìa? Con ơi, xem gì ấy? Vào rồi chứ.
Con đấy vào những nguyên nó A nó phủ lại. Kết hợp lại thì ông đi thua sâu như vậy. Đúng như thế. Như ông Phúc Cao ấy, như 71. Anh em xem mấy ván đầu là anh hai ván anh đánh vào, một ván đã có 5 chiếc cái, một ván đã có 6 chiếc cái. Đấy là bản thân. Đủ. Chào thằng.
phát một cái đi thay. Hả? Cho nó ha, tầm này cho nó ha. À đi. Công an à đi. Xong xuôi tất cả. Đấy là
cả anh em Nghệ An nín thở, thằng nào mà thở to mà nó trượt về đừng có trách. Tất cả anh em Nghệ An nín thở. Tất cả nín thở. Thằng nào mà thở to nó trượt thì đừng trách. Ui giời. Ui giời. Trời ơi. Chúc mừng ba bảy, chúc mừng ốc chuối đậu đã bây giờ thành ốc xào chua cay rồi. 73 1 phút trong cái gì anh mới hỏi thằng này cáu với anh ấy. Xong chưa xong. Anh em ốc chuối đậu Nghệ An mai mà muốn xem đánh cái vòng sau thì nạp thẻ vào nhá. Hôm nay không có thẻ thôi, mai nghỉ nghỉ đi vào. Chứ nếu mà đúng là bạn sạch, không sạch con đấy này. Cảm xem thì xem chùa. Không, cảm ơn. Mức nào xin thẻ trước gì? Toán được ông xem phở ri, xem chùa không có đầu này. Chờ cho nó xong trong cái máy. Toàn tin nhắn lô đề.